với giá 24,9 euro, gần 700.000 đồng. Khách hàng có thể thoải mái ngồi trên chiếc xích đu trước khi đu ra phía bên ngoài nóc nhà của khách sạn Park Inn từ độ cao chóng mặt 120 mét. Nếu có đủ can đảm, người chơi có thể nhìn xuống phía dưới để chiêm ngưỡng các địa danh nổi tiếng nhất của Berlin như quảng trường Alexanderplatz, tòa thị chính và tháp truyền hình Berlin. Nó thật tuyệt, thực sự rất rất đẹp. Lúc đầu tôi rất căng thẳng, nhưng rồi tôi cố gắng thư giãn và tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Berlin. Người phụ trách điểm du lịch mới, anh Andy Hoffer nói rằng, trò chơi mạo hiểm này đã thu hút sự chú ý của công chúng vì sự đặc biệt và có thể được nhìn thấy từ xa. Với độ cao hơn 100 mét, những chiếc xích đu cao 9 mét này được đánh giá là cao nhất châu Âu. Anh Hoffer cho biết, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, điểm du lịch đã trang bị hệ thống dây treo an toàn, chất lượng.